Hướng dẫn sử dụng máy tiệt trùng sấy khô hâm sữa Trilus. Máy tích hợp các chức năng chính: khử trùng, sấy khô, đun sôi, khử clo, hấp, hâm sữa, hỗ trợ mẹ bỉm chăm con tiện lợi, an toàn và khoa học. Một bộ sản phẩm bao gồm thân máy phía dưới có bảng điều khiển, phần máy bên trái, phần máy bên phải và dụng cụ hâm sữa. Phần máy bên trái thực hiện các chức năng tự động khử trùng, sấy khô, hấp. Phần máy bên phải thực hiện các chức năng khử clo, đun sôi, hâm sữa, giữ ấm. Diễn giải các chức năng hoạt động của máy ở khu vực bên trái. 1. Tự động. Chức năng tự động bao gồm khử trùng và sấy khô. Đầu tiên ta đổ 150ml nước vào khoang đun, sau đó đặt khoang khử trùng lên đế máy, úp các đồ vật như bình sữa hoặc chén ăn vào khoang tiệt trùng. Còn các món đồ nhỏ như núm ti thì cho vào ngăn trên rồi đậy nắp lại. Chạm nút nguồn để bật máy và chạm nút tự động để máy thực hiện lần lượt chức năng khử trùng và sấy khô trong 60 phút. Tức là sau khi khử trùng trong vòng 15 phút, máy sẽ chuyển sang sấy khô trong 45 phút còn lại, rồi tự động tắt. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng máy để thực hiện từng chức năng riêng biệt, hoặc khử trùng, hoặc sấy khô. 2. Khử trùng. Tương tự, chạm vào nút nguồn để bật máy. Chạm vào nút khử trùng để máy thực hiện khử trùng trong 15 phút rồi tự động tắt. 3. Sấy khô. Tương tự, chạm vào nút nguồn để bật máy. Chạm vào nút sấy khô để máy thực hiện sấy khô trong 45 phút rồi tự động tắt. Lưu ý, máy khử trùng bằng hơi nước nên phần thoát nhiệt phía trên máy rất nóng. Chúng ta hãy cẩn thận không nên chạm tay vào để tránh bị bỏng tay. Ngoài ra, máy sẽ không thực hiện chức năng khử trùng nếu người dùng không cho nước vào khoang đun, hoặc máy sẽ tự động dừng khử trùng khi khoang đun khô hết nước. 4. Hấp. Đầu tiên ta đổ 150ml nước vào khoang đun, đặt ngăn hấp lên đế máy rồi cho các đồ ăn mà bạn muốn hấp vào ngăn hấp, sau đó đậy nắp lại. Tương tự, chạm vào nút nguồn để bật máy, chạm vào nút hấp để máy thực hiện hấp. Quá trình hấp mất 15 phút rồi tự động tắt. Diễn giải các chức năng hoạt động của máy ở khu vực bên phải. 1. Khử clo, cho nước vào bình đun, chạm vào nút nguồn để bật máy, chạm vào nút khử clo để máy thực hiện khử clo. Lưu ý, nước được đun sôi lên đến 100 độ C rồi mới khử clo. Thời gian khử clo phụ thuộc vào dung tích nước của bình đun. 2. Đun sôi, cho nước vào bình đun, chạm vào nút nguồn để bật máy, chạm vào nút đun sôi để máy thực hiện đun sôi nước lên 100 độ C. Thời gian đun sôi phụ thuộc vào dung tích nước của bình đun. 3. Hâm sữa, cho nước vào bình đun, cho dụng cụ hâm sữa vào bình đun. 4. Cho bình sữa hoặc túi sữa vào dụng cụ hâm sữa. Chạm vào nút nguồn để bật máy, chạm vào nút hâm sữa để máy thực hiện hâm sữa. Nhiệt độ hâm sữa được cài đặt mặc định, hoặc bạn có thể tăng độ, giảm độ tùy nhu cầu. 4. Giữ ấm. Chạm vào nút giữ ấm để máy thực hiện giữ ấm. Nhiệt độ giữ ấm được cài đặt mặc định, hoặc bạn có thể tăng độ, giảm độ tùy nhu cầu. Ta dùng nước giữ ấm ở mức nhiệt 45 độ C để pha sữa công thức và pha bột cho bé. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng máy tiệt trùng sấy khô hâm sữa đa năng Trilux. Trilux, dành trọn tình thương cho bé.